trời nhuộm tóc là vẫn đẹp, là cứ tùy sói nè, đụm lại đây. Em nói mà nhuộm là già đó, còn mình không nhuộm mới trẻ. Mày hay, cậu mày hay. Tại mấy thằng nào mà già mới nhuộm chứ, mấy thằng trẻ mới nhuộm chi? Mấy thằng nào mà trẻ sợ gì chi? Sợ gì mà nhuộm? Sợ mấy thằng già nó muốn nhuộm chứ. Ôi, thằng làm hết cái này này nghỉ đi. Chờ năm tí. Chờ hết tí thôi. Nghĩ cái con gì thì chưa biết được, cứ nghĩ đó. À, mà em đặt xe là 1 giờ nữa đó. Là cũng về thôi. À, nói về chuyện này. Đây, cao. Năm ơi. Năm. Nói không. Làm lên đề nghị năm ơi. Chú muốn nói với ba nha. À, anh nè, với là chị Tuyết nè, với Nam nè. Là tại vì thấy cháu đang làm việc. Nếu mà hồi sáng mà gọi đây mà nếu đi vô vô kéo vô đi kéo. Không. Nam. Cái khoảnh khắc cái này. Nam chú nói chú. Nếu mà sáng nay mà lên mà biết mà mẹ Tuyết với cháu mà bận việc là chú không lên đâu. Tại vì lên được cái này chú mất hàng hóa. Đúng rồi. Mất thời gian hàng hóa. Để đến còn là cái này ta giòn đan rồi mà khách ta còn để mua. Rồi cái thu nhập đó bị thiếu chút. Cái thu nhập nó bị xuống chút, hao hụt chút. Đó. Cho nên là đáng nhà nếu mà lên. Nhưng mà cái này là sự hy sinh rồi đó, rất là quý. Ghé thăm ghé thăm anh chắc rồi mà rồi anh chắc nói là thôi ghé qua thằng Nam một chút mới ghé qua anh chứ, chính là ghé anh rồi xong đi về á. Tại mình hứa với anh là ghé lên anh thôi, thằng Nam chứ. Nhưng mà nó dọn nhiều quá phải ăn thôi. Dọn nhiều quá phải ăn này chứ còn. Nhưng mà ăn nó cũng hết, ăn cũng chưa hết được chứ. Chính ra là tụi em cũng tính ghé thằng Nam đó. Thằng Tiết ơi, mấy anh chèo mình. Thằng Nam nó cũng mời mình. Nó không mời. Mấy anh chèo phức tạp. Đứa nào? Thủy ơi. Phải. Thủy. Nó nói là anh Nam, anh đâu có nói gì đâu mà lên. Thủy ơi. Anh nhắc lại những câu đó của chủ nhân ngày trước, chủ nói như thế này. Tao muốn có một cái thương hiệu của mày. Thằng Nam là có. Không phải là Nam chắc. Đúng. Mà là Nam gì? Nam gì đó? Đến giờ này uống xong. Đến giờ phút này rồi. Anh nhắc lại cái câu nói của chủ nhân mà anh đã từng nghe. Ghi nhận hay không anh không nói. Có thể cái câu nói đó nó chỉ bột phạt. Cái câu nói đó có thể rất nhiều người đã từng nói với mọi người, nhưng mà cái câu nói đó đến giờ phút này để nói rằng chân lý. Nam đã làm được. Chú có nhớ chú nói với Nam chưa? Có. Bây giờ Nam chắc làm về vợ. Vẫn nhớ là khi tao tở cái tủ lạnh từ bên Lào về á, tao đâu, mới nói là không phải đâu, mày phải sự kiện mà không phải là thằng này, mày phải phải thiện mày chứ mày không thiện ba được. Đây có cái bát, cái này không phải là gấp thịt đâu, gấp cái kia đi, mắng với dừa thôi mà. Thôi nếu vậy thì mày nhớ vậy được. Chú Nhật ơi, được chưa? Okay. Nam nói như thế này chưa? Tao là nhà kinh doanh đại tài mà, nhưng mà tao không làm nữa. Nhưng mà mày làm được. Chú Nhật tỏ ra, sau này tao muốn mày sẽ là cái tên ở ngoài biển nhiều ấy. Điệt. Thằng Nam. Đúng. Chứ phải Nam Tuyệt, phải Nam Tách. Đúng. Phải Nam mày á. Nhưng mà